Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Tỉnh Lai Châu tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5, chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường đoàn kết tập trung nhiều giải pháp, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 đề ra. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ 5. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ 5 tuyên dương thành tích của các tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến, trao đổi học tập kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những yếu tố mới, tích cực trong các phong trào thi đua, qua đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở từng ngành, từng cấp, từng địa phương theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tiếp theo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 28 tháng 7, tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Dự đại hội về phía Trung ương có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo một số tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí Giàng Báo Mì, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh, các huyện, thành phố và 320 đại biểu đại diện cho các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 5 năm qua. Với tinh thần thi đua để tăng cường đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lai Châu ngày càng có chiều sâu và tạo sức lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Mục tiêu thi đua luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm, từng giai đoạn. Vì vậy đã khơi dậy được lòng yêu nước, tinh thần dám nghĩ, dám làm của các tập thể cá nhân tham gia thi đua. Các phong trào thi đua luôn hướng về cơ sở, thể hiện được ý chí nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ngày càng xuất hiện nhiều các tập thể cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp ngày càng vững mạnh. Nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11,50% một năm. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 41,79 triệu đồng, tăng 2,3 lần so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt trên 2.150 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với năm 2015. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp. Toàn tỉnh có 169 trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt trên 98%. Trên 83% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ sinh bình quân hàng năm giảm 0,5%, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,75% một năm. Dự kiến đến hết năm 2020 còn 16,7%, giảm 2,8 lần so với năm 2015. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quan hệ đối ngoại giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Vân Nam Trung Quốc và các tỉnh Bắc Lào được duy trì và phát triển. Quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán ngày càng được mở rộng. Trong giai đoạn 2015-2020, có 146 tập thể và 345 cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. 4.717 tập thể và 12.440 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.
Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu vinh dự được đón nhận huân chương độc lập hạng nhất lần thứ hai. Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và thi đua khen thưởng của tỉnh Lai Châu. Đồng chí Phó Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tỉnh Lai Châu tập trung lãnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm. Phong trào thi đua yêu nước phải luôn hướng vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế, nhất là phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động, phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển ổn định, phấn đấu để đưa Lai Châu từng bước trở thành tỉnh khá trong khu vực của các tỉnh miền núi phía Bắc. Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, trong đó chú trọng nâng cao tỷ lệ khen cấp cao, khen cấp nhà nước và khen những tấm gương lao động sáng tạo, học tập giỏi, rèn luyện tốt trong nông dân, công nhân, chiến sĩ, doanh nhân, học sinh, sinh viên, v.v. nhằm động viên hơn nữa các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua. Bên cạnh đó, cần gắn kết chặt chẽ giữa khen thưởng với thi đua. Khen thưởng phải phản ánh kết quả của thi đua đúng như Bác đã dạy. Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái. Có như vậy, vừa góp phần nâng cao chất lượng phong trào, vừa nâng cao giá trị của khen thưởng, đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, chú trọng tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những gương điển hình của tập thể cá nhân nhằm tạo động lực lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch nước cũng đã trao quà của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam cho tỉnh Lai Châu. Chiều ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu về dự đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ 5, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành trung ương do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm trưởng đoàn, đã đến viếng đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Giàng Báo Mì, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự đại hội. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đặt vòng hoa, dành một phút mặc niệm và thắp hương tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển. 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã nêu cao truyền thống tốt đẹp của quê hương, luôn đoàn kết một lòng, đồng tâm, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trước đó tại phòng thờ Bác Hồ, các đại biểu kính dâng lên Bác nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn về công lao to lớn của Bác đã dành cho Đảng, cho dân tộc. Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối ngày 27 tháng 7, tỉnh đoàn phối hợp với thành đoàn Lai Châu tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Dự buổi lễ có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực tỉnh đoàn, thành đoàn cùng các đồng chí cựu thanh niên xung phong, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Các đại biểu là đoàn viên thanh niên thắp lên những nén nhang thơm, ngọn nến hồng trên bia mộ các anh hùng liệt sĩ. Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ Lai Châu, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước,
niềm tự hào dân tộc. Tiếp bước truyền thống cha anh, tuổi trẻ Lai Châu đã và đang phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. Trước đó vào tối ngày 26 tháng 7, tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ tại các huyện, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã làm lễ tưởng niệm, dâng hương dâng hoa và thắp hàng trăm ngọn nến lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc. Chiều ngày 27 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ. Theo đó, hơn 100 đoàn viên thanh niên thuộc khối 12 trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động thường niên được nhà trường tổ chức nhằm giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quá khứ lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ đó giúp các em biết trân quý giá trị cuộc sống, hòa bình hôm nay, tích cực tự giác tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ cha anh đã cống hiến tuổi thanh xuân, chiến đấu cho khát vọng hòa bình của nhân dân. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các em học sinh trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh nguyện hứa ra sức thi đua học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống để trở thành người công dân sống có trách nhiệm với cộng đồng, góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chiều tối ngày 27 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19 mới, đều có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Như vậy đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 431 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 365 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 84,7% tổng số ca bệnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 11.954 người, trong đó có 232 người cách ly tập trung tại bệnh viện, tại cơ sở khác là 10.922 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 800 người. Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước được tuổi trẻ huyện Tam Đường triển khai sôi nổi, rộng khắp, đã khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo trong đoàn viên thanh niên, qua đó khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với mỗi đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đoàn viên thanh niên khu vực nông thôn, thì việc phát huy tinh thần xung kích, sức trẻ trong thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo là một việc làm thiết thực. Trong những năm qua, trên địa bàn của huyện Tam Đường, phong trào này đã được triển khai mạnh mẽ đến các tổ chức đoàn cơ sở và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên. Nhiều đoàn viên thanh niên đã chủ động nắm bắt thời cơ, tìm cho mình những hướng đi trong phát triển kinh tế. Vâng, trong những năm qua về thực hiện các chương trình và phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp trên địa bàn xã, thì đoàn xã đã tổ chức họp triển khai tới 100% về thứ nhất là về các chế độ chính sách và hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên để tham gia phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai là phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo nguồn vốn vay để cho nhân dân cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế. Trong 3 năm qua thì cùng với sự phát triển của toàn xã hội thì xã Giang Ma đã tập trung trồng cây ăn quả ôn đới trên địa bàn xã. Thì tất cả các bạn đoàn viên thanh niên hầu như là gia đình nào cũng tham gia trồng các loại cây ăn quả ôn đới như đào, lê, mận. Thì đến hiện tại là đã có cơ bản là có một số các gia đình thanh niên là tham gia phát triển kinh tế, là trồng các loại cây để thu nhập gia đình ổn định và nâng cao cái đời sống của các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Đối với tuổi trẻ huyện Tam Đường, các phong trào thi đua thể hiện ở tất cả các mặt, từ phong trào thanh niên nông thôn thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới, đến các phong trào cách mạng của đoàn, chương trình đồng hành cùng với thanh niên chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Đặc biệt là những năm qua, phong trào thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, lập thân, lập nghiệp đã được triển khai mạnh mẽ và mang lại những hiệu quả thiết thực. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lai Châu thì trong thời gian vừa qua thì tập thể Ban Chấp hành Huyện đoàn đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các bạn đoàn viên thanh niên. Đặc biệt là quan tâm chú trọng đến việc định hướng tư tưởng cho các đối tượng là thanh niên, học sinh, các trường học cơ sở, rồi trường học phổ thông trên địa bàn. Đối với
đoàn viên trường học là như vậy. Còn đối với đoàn viên thanh niên khối nông thôn thì chúng tôi đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gắn với việc triển khai hiệu quả các phong trào như phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phong trào và các chương trình lớn của đoàn. Trong đó thì tập trung đẩy mạnh chú trọng vào cái chương trình đồng hành với thanh niên trong vấn đề lập thân lập nghiệp. Và ngoài nội dung đó thì chúng tôi đã lựa chọn các cái đối tượng thanh niên có nguyện vọng, có khả năng để phát triển kinh tế, thì chúng tôi đã tiếp cận và đồng thời là định hướng, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, rồi là vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ về trang bị về kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp, rồi là trang bị về cái nhận thức về khoa công nghệ để giúp cho đoàn viên thanh niên từ đó có thể có định hướng phù hợp và tạo ra những cái công ăn việc làm tại địa phương. Thực hiện lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Những năm qua, phong trào thi đua của tuổi trẻ huyện Tam Đường đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, qua đó góp phần chung tay cùng với địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Tam Đường ngày càng phát triển bền vững. Thưa quý vị, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 đề ra. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đường lần thứ 19, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo sớm, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hạ tầng kinh tế xã hội phát triển khá đồng bộ. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một năm, đạt 100% nghị quyết. Sản xuất lương thực tăng cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Tổng diện tích gieo trồng cây có hạt là 9.705 ha, sản lượng lương thực đạt 43.200 tấn, tăng 3.750 tấn so với năm 2015. Bình quân lương thực đầu người là 736 kg một người một năm. Cùng với đó, huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai nghiêm túc các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động hiệu quả các nguồn lực thực hiện chương trình. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đến hết năm 2020, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 16 tiêu chí trên một xã. Nhiệm kỳ 2015-2020, cơ bản đến giờ phút này thì Đảng bộ cơ bản hoàn toàn hoàn thiện các cái chỉ tiêu, tức là trong đại hội đặt ra là 16 chỉ tiêu, và cho đến thời điểm này là cơ bản là hoàn thành hết các chỉ tiêu. Thế bây giờ là cơ bản là các cái chỉ tiêu đều đạt và vượt. Đấy là các cái chỉ tiêu về xây dựng cơ sở hạ tầng và cũng đường giao thông nông thôn ấy. Hiện nay là các bản là đều có cái đường giao thông đến bản để thuận lợi cho bà con đi lại bốn mùa, đi lại sản xuất rất là thuận tiện. Bây giờ cơ bản là một số các cái chỉ tiêu đó thì cũng đều đạt rất là cao so với nghị quyết đại hội 2015 nó đề ra. Không chỉ lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện còn tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai một loạt các giải pháp phát triển văn hóa xã hội theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được chú trọng. Các hoạt động văn hóa thông tin, du lịch, thể thao, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Nhờ đó, đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 18,22%, bình quân mỗi năm giảm 4,5% một năm, đạt 150% nghị quyết. Hai chương trình trọng điểm là phát triển cây chè chất lượng cao và phát triển du lịch được huyện quyết liệt triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, trồng chè mới là 661,3 ha, đạt 220,4% so với nghị quyết, nâng tổng diện tích chè là 1.758,5 ha. Sản lượng chè năm 2019 đạt 9.656 tấn. Trong phát triển du lịch, huyện đã tập trung huy động và lồng ghép mọi nguồn lực cho công tác quảng bá xúc tiến, mời gọi, thu hút đầu tư. Số lượt khách du lịch năm 2020 đạt 300.000 lượt khách, đạt 500% so với chỉ tiêu đề án. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 114,4 tỷ đồng.
hệ thống tổ chức cơ sở đảng thường xuyên được củng cố, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên. Công tác phát triển đảng được chú trọng. Trong 5 năm, trên địa bàn huyện đã kết nạp được 645 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 129% chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Ở năm nay vừa qua, khi triển khai thực hiện nghị quyết đảng bộ khóa 19, thì các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn của huyện thì đã được tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thì có chỉ tiêu phát triển trồng trẻ mới trên địa bàn của Tam Đường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Diện tích trồng tập trung và trồng chăm sóc là được tập trung và chỉ đạo thực hiện tốt. Cái thứ hai nữa là việc quản lý, chăm sóc, bảo vệ, trồng rừng được thực hiện có hiệu quả. Diện tích phủ sóng, phủ tỷ lệ phủ rừng là đạt trên 49%. Và công tác quản lý, khoanh nuôi, tái sinh, trồng rừng được nhân dân tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện. Cái thứ ba nữa là cái việc mà giảm nghèo tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Hiện nay cái tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, số tỷ lệ hộ nghèo tái nghèo là rất ít, đặc biệt là một số đồng bào đã tự nguyện viết đơn và xin ra khỏi hộ nghèo. Đây là những kết quả nổi bật khi triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ huyện. Những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ là kết quả của sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết cao giữa đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong huyện trong quá trình triển khai, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đảng bộ 19, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đây sẽ là động lực để huyện Tam Đường vững tin bước vào nhiệm kỳ mới. Thưa quý vị, nhằm nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ít người từ những việc làm thiết thực hàng ngày của hội viên thanh niên, sáng 26 tháng 7, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Lai Châu tổ chức đi bộ hưởng ứng chương trình Những bước chân vì cộng đồng với sự tham gia của 200 đoàn viên, hội viên thanh niên trên toàn địa bàn thành phố. Chương trình Những bước chân vì cộng đồng do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động và Sacombank là đơn vị đồng hành nhằm gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho 16 đồng bào dân tộc ít người. Trong ngày diễn ra chương trình đã có đông đảo các đoàn viên thanh niên đến tham gia chương trình tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Các đoàn viên thanh niên, hội viên đã đăng tải ứng dụng Trava, đăng ký tài khoản và kích hoạt mỗi khi đi bộ để cùng cộng đồng góp phần thực hiện chương trình ý nghĩa này. Bản thân tôi là một người thanh niên, một người đoàn viên thanh niên. Như chúng ta biết rằng thì cái việc luyện tập thể thao và đi bộ cũng như là chạy bộ hàng ngày đó là một cái hành động cũng như cái thường xuyên tập luyện của tất cả chúng ta. Tuy nhiên rằng là có mặt ở trong chương trình ngày hôm nay thì ngoài cái việc chúng ta được luyện tập sức khỏe để nâng cao sức khỏe cho mình thì còn có một ý nghĩa rất lớn là đóng góp một phần tích cực vào việc ủng hộ cho chương trình khuyên góp xây dựng nhà văn hóa cho các dân tộc thiểu số ở tỉnh Lai Châu thì đó là một việc làm tôi nghĩ là rất có ý nghĩa. Với mỗi km đi bộ của đoàn viên, hội viên thanh niên, Sacombank đóng góp 1.000 đồng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số, rất ít người ở Việt Nam. Trong đó, tỉnh Lai Châu được hỗ trợ xây dựng 4 nhà văn hóa cộng đồng cho các dân tộc Si La, La Hủ, Mảng, Lự. Chương trình này thì do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động và Sacombank là đơn vị đồng hành thì để nâng cao cái ý thức rèn luyện sức khỏe cũng như là để phát huy cái tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của hội viên thanh niên trên toàn quốc ấy. Thì đối với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thì chúng tôi cũng đồng hành và hưởng ứng chương trình và với mỗi km đi bộ của thanh niên thì Sacombank sẽ đóng góp 1.000 đồng để xây dựng các nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ở Việt Nam và trong đó thì Lai Châu được hỗ trợ xây dựng 4 nhà văn hóa cho các dân tộc như là Si La này, La Hủ, Mảng và Lự. Thì chương trình này thì thành đoàn cũng như là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hưởng ứng và tổ chức cái chương trình đồng hành với những bước chân vì cộng đồng và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã hoàn thành một chặng đường khá là dài và hy vọng sau chương trình này thì sẽ lan tỏa được nhiều hơn nữa cái tinh thần rèn luyện sức khỏe của hội viên, đoàn viên thanh niên cũng như là sẽ có nhiều cái đóng góp cho chương trình hết sức ý nghĩa của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Chương trình Những bước chân vì cộng đồng là hoạt động thiết thực với mục đích tạo lập không gian sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho địa phương nơi đồng bào dân tộc ít người sinh sống.
Đồng thời, nhà văn hóa cũng chính là nơi để đồng bào tương tác, sinh hoạt văn hóa, tăng tính đoàn kết trong nội bộ địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung.